Lực lượng chức năng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ một chiếc xe máy bốc cháy trơ khung trên vỉa hè cạnh công viên Phú Lâm vào trưa ngày hôm qua. Trước đó khoảng 10 giờ hôm qua, người dân thấy nam thanh niên ngoài 30 tuổi ngồi trên chiếc xe máy dừng đậu trên vỉa hè tại đường An Dương Vương cạnh công viên Phú Lâm, phường 13, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên châm lửa hút thuốc. Một lúc sau, người dân phát hiện chiếc xe máy bốc cháy và thanh niên trên biến mất khỏi hiện trường. Phát hiện cháy, người dân dùng bình CO2 chạy sang dập lửa, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, người nam thanh niên lúc nãy quay lại hiện trường. Người dân báo vụ việc với cơ quan chức năng và người này cùng chiếc xe máy bị cháy được công an đưa về trụ sở làm việc. Theo một số người dân, nam thanh niên này thường hay lui tới khu vực trên và có biểu hiện bất thường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.